Định lý ấy nhá, cái này là định lý rất quan trọng. Nó là cái phần mấu chốt trong cái phần học của các bạn thi giữa kỳ ấy nhá. Các bạn mà quên cái này là hỏng luôn đấy, đi thi các bạn làm sai đấy nhá. Ở đây. Rồi, thầy sẽ nhờ bạn khác trả lời cho Minh Nguyệt nhá. Em lăn xuống cái kết quả cuối cùng anh xem có. À, Hoàng Long nào. Ok, à song song với nhau. Cái này nó chỉ là định lý thôi nhá. Được chưa? Thế thì để ký hiệu thì ta sẽ ký hiệu như sau. Ví dụ như là hình nhá, mô tả bằng hình cho các bạn này. Để cho dễ hình dung này. Các bạn cứ vẽ ra thôi. Đây, hai đường thẳng A và B, có một đường thẳng C cắt qua hai góc xoay lay trong của nó. Đây, bằng nhau thì nó là song song với nhau. Được chưa? Rồi. Em chụp. Chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Những câu trắc nghiệm thì thầy vừa làm với các bạn vừa ấy luôn nhé. Thầy sẽ nhìn từ từ đã, thầy nhìn xem. Rồi. Bây giờ tất cả các bạn mở file của các bạn ra. Mở file học ra, mở file học ra. Thay vì là làm từng câu với các bạn, thầy sẽ kiểm tra tất cả các bạn. Thầy sẽ cho các bạn 10 phút để làm 6 câu còn lại từ câu 2 đến câu 7. Câu 2 đến câu 7. Trong vòng 10 phút. Hả? Sai thì bình thường thôi. Đầu tiên câu này là câu 2 đúng không? Tao như sau. A vuông góc với C. B vuông góc với C vuông góc với B. Hay là B cũng vuông góc với C đấy. Hai cái đường thẳng A và B này cùng vuông góc với đường thẳng C thì nó sẽ song song với nhau. Vì ABC này là phân biệt rồi. Còn nếu người ta không cho ABC phân biệt với nhau thì nó có một cái trường hợp có thể xảy ra nữa, đấy là A và B trùng nhau hoặc song song với nhau. Được chưa? Vì nó phân biệt nên là nó chỉ suy ra được cái trường hợp song song thôi. Nó là đáp A. Được chưa? Đấy là câu 2. Tiếp này. Theo dõi kỹ nhá. Câu 3. Ta có. Tập trung nào, tập trung nhìn bảng nào. Cho hình vẽ bên, hình 1 này. Đường thẳng A song song với đường thẳng B nếu hai đường thẳng này song song với nhau. Hai đường thẳng song song với nhau khi có một cặp góc bằng nhau và một cặp góc đồng vị bằng nhau, đúng không? Đúng không? Thế bây giờ các bạn phải tìm ra thôi. Bốn đáp án này. A4 với B1 nó là hai góc gì? Anh Tuấn, góc A4 với góc B1 là hai góc gì anh Tuấn? A4 là góc này, B1 là góc này. Đây là hai góc gì đây? Có nhớ không? Đúng rồi, chính xác, đó là hai góc trong cùng phía. Đúng không? Cái kiến thức mở rộng của thầy cho các bạn ngoài hai cái dấu hiệu nhận biết là góc xoay lay trong và góc đồng vị thì nó đang còn một cái nữa, đấy là tổng hai góc trong cùng phía bằng 180 độ thì hai đường thẳng đấy song song với nhau. Thì câu A là một câu đáp án đúng rồi này. Ta sẽ kiểm tra lại để chắc chắn hơn, ta kiểm tra lại ba cái đáp án B, C và D. A1 và B2. A1 và B2 đó là hai góc gì? Hà Nhật Minh. A1 và B2 gọi là hai góc gì? Nó không phải là song song, nó cũng à nó không phải là đồng vị, cũng không phải là xoay lay trong, đúng không? Được chưa? Thế thì hai cái này bằng nhau ấy, nó không có tác dụng gì cả, được chưa? Để ý này, các bạn phải dẫn tới
các bạn phải xem các cái biểu thức người ta cho, các cái đẳng thức người ta cho có dẫn tới cái việc là hai góc xoay lê trong bằng nhau hay là hai góc đồng vị bằng nhau hay không. Ví dụ như qua hai góc này là hai góc trong cùng phía bằng nhau đúng không? À, tổng bằng 180 độ đúng không? A4 và A1 là bằng bao nhiêu? A4 cộng A1 thì bằng 180 độ. Thế từ hai cái này ta có phải suy ra được là góc B1 bằng góc A1 không? Đấy là hai góc soi đáy trong đúng không? À, đấy là hai góc đồng vị đúng không? Được chưa? Thế câu A đúng nhá. A1 bằng góc B2. A1 thì bằng góc A3. A1 bằng góc A3. B2 bằng góc A3. Từ hai cái này suy ra được B2 bằng A3. Thì có suy ra được là nó song song với nhau hay không? Không. Tại sao? Tại vì nó không sai. Thật ra nhá, câu này ấy có suy ra được không? Không. Nó đã đủ dữ kiện đâu. Hai cái này, hai góc trong cùng phía bằng nhau thì nó có liên quan gì đâu, đúng không? A1 à không, A1 bằng B2 này, A1 bằng B2 đây, thì ta sẽ đổi cái góc, ta sẽ chọn A, A1 cộng với A2 đi, bằng 180 độ. Từ cái này ta sẽ suy ra được là B2 cộng với A2 bằng 180 độ. Hai góc đồng vị với nhau mà tổng bằng 180 độ thì câu không chưa thể suy ra được nó song song với nhau. Ta phải cần nó bằng nhau cơ. Đúng chưa? Thế thì câu B là một câu chưa thể khẳng định được. Tương tự như thế, câu C và câu D cũng là hai câu mà ta chưa thể khẳng định được. Ví dụ như A3 và B2 bằng 90 độ. A3 và B2 tổng hai góc trong cùng phía và bằng 90 độ thì nó cũng không được rồi. Đúng chưa? Tiếp, A4 và B3. A4 với lại B3 nó cũng giống như A1 với lại B2 ấy. Nó cũng không thể thỏa mãn được chưa? Nó không phải hai góc đồng vị, cũng không phải hai góc xoay đáy trong. Ta cũng không thể chuyển đổi nó được. Được chưa? Đấy thế thôi. Đấy là khi mà các bạn làm thì các bạn phải chuyển về những cái dấu hiệu nhận biết của các bạn cơ bản nhất, đấy là xoay đáy trong và đồng vị bằng nhau. Tiếp này. Câu băng châu. Câu này đáp án của băng châu là gì? Băng châu đáp án gì? Băng châu con nói to hơn được không? B á? D à? Tại sao lại là D nhỉ? Vì đây nó là định lý của nó thôi, được chưa? Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước. Được chưa? Ví dụ như qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng A, ta chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với A. Đây là tính chất nhá. Đây là định lý nhá. Nhớ chưa? Nhớ nhá, các bạn phải thuộc định lý đấy nhá. Hiểu rõ định lý. Em dùng. Tiếp theo này. Cho đường thẳng M song song với đường thẳng N. Nếu đường thẳng D vuông góc với đường thẳng M thì... thì cái gì? Trật tự. Thảo Linh nào? Thảo Linh chọn đáp án nào? Thảo Linh. Vẽ hình ra để hình dung.
ta có đường thẳng M song song với đường thẳng N, một đường thẳng D vẽ vuông góc với đường thẳng M thì nó sẽ như thế nào với đường thẳng N? Nó sẽ song song với đường thẳng N. Không, nó phải vuông góc. Được chưa? Nhìn cái hình này vẽ thế này mà bảo nó song song được à? Đây ta nhớ đấy à. Cho hai đường thẳng song song với nhau, phát biểu định lý này. Cho hai đường thẳng song song với nhau. Nếu có một đường thẳng thứ ba vuông góc với một trong hai đường thẳng thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại. Đúng không? Đấy là phát biểu định lý. Được chưa? Nhớ nha, tất cả đều là định lý lý thuyết thôi đấy, mà nó liên quan đến trắc nghiệm của bạn đấy, nên các bạn phải hiểu rõ đấy. Ok chưa? Rồi. Vì đi qua định lý này là rất là nhanh ấy nhá, trắc nghiệm nên chữa rất là nhanh, đã có thời gian dừng lại cho các bạn làm, tự làm rồi đấy. Nên phải rất tập trung nhá. Rồi, ta sẽ có tiếp theo này. Câu này câu mấy đây? Câu 6 à? Cho hình vẽ biết đường thẳng x và đường thẳng y song song với nhau. Và cái góc M1 này thì bằng 55 độ. Tính góc N1. Góc N1 so le trong với cái gì? N1 so le trong hay là N1 với N2 là hai góc gì với nhau? Đồng vị. Thế thì N1 nó sẽ bằng N2 đúng không? X song song với y nên là suy ra được góc N1 bằng góc N2 vì hai góc này hai góc đồng vị, được chưa? Các bạn tự giải thích ra thế này. Mà góc N2 cộng với lại góc, à đây là M chứ, sorry. N N1 bằng M2. N2 cộng M2 cộng với lại góc M1 thì bằng bao nhiêu? 180 độ. Mở ngoặc ở đây giải thích, đây là hai góc kề bù, được chưa? Thế thì M2 nó sẽ bằng 180 độ trừ đi góc M1 bằng 180 độ trừ đi 55 độ. Nó sẽ bằng 125 độ. N1 bằng M2 mà M2 bằng 125 độ thì có phải suy ra được là N1, góc N1 bằng 125 độ không? Được chưa? Đấy, chỉ đơn giản như thế thôi, biến đổi đơn giản thế thôi. Nắm chắc được lý thuyết thì sẽ thấy dễ. Nào, tiếp tục ta sẽ sang câu 7, câu cuối cùng. Liên Thành, trả lời câu này. Câu này là... Chép bài vào cho đây. Có chép không đây? Có chép không? Ờ. Ôi trời ơi. Cái này là trắc nghiệm. Nào, làm câu này. Thế thì làm được câu này thì tí không phải ở lại mà chép. Còn không làm được thì ở lại chép. Nào, quay lên, tập trung. Cho hình vẽ với các cái số đo góc. Người ta hỏi cái góc hỏi chấm này bằng bao nhiêu này? Số đo góc này bằng 65 ạ. Vì cái góc B, cái góc mà có số đo này. Thì... đường thẳng A với đường thẳng B này đang như nào với nhau? C vuông góc với lại A. C vuông góc với lại B thì ta sẽ suy ra được là A song song với B. Được chưa? A song song với B. Thế thì hai cái góc đồng vị sẽ phải bằng nhau. Tuy nhiên, à sorry sorry, cái đoạn này nó không cho vuông góc đúng không? Và ta không cần sử dụng đến cái vuông góc đấy. Bỏ qua bỏ qua. Đây đây đây. Người ta cho cái góc này bằng 65 độ đúng không? Tính cái góc B hỏi chấm này này. Bằng bao nhiêu? 65. Tại sao? Tại vì nó là hai góc đối đỉnh. Đúng rồi, chính xác. Được chưa? Gọi cái góc này là góc hỏi chấm này là góc ABD đúng không? Góc ABD thì bằng cái góc B này này. Thầy đọc đây là B1 nhé. Bằng góc B1 bằng 65 độ.
được chưa? Hai góc đối diện. Phải vẽ hình vào rồi. Khó. Được chưa? Đây, 65 độ. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Hả? Cứ làm đi. Rồi, ok chưa? Đấy là xong 7 câu trắc nghiệm của các bạn nhé. Thì các bạn cố gắng này. Tại sao có những bạn thầy vừa bảo thì các bạn đã làm ra luôn được? Các bạn làm nhanh đúng không? Nhưng có đúng hết không? Không. Không đúng hết. Thì có phí không? Rất phí, được chưa? Các bạn hiểu bài, các bạn làm được bài nhưng mà làm không đúng hết thì các bạn rất là phí. Nên cố gắng là mình làm mình phải chắc chắn với cái đáp án của mình và phải có dành cho mình cái thời gian để kiểm tra lại bài. Ví dụ như là các bạn làm chỉ mất khoảng 2-3 phút thôi, nhưng chấp nhận dành thêm khoảng 2-3 phút nữa để kiểm tra lại bài. Thừa thời gian nó có đâu có được cái gì đâu. Làm nhanh cũng đâu có được cái gì đâu. Quan trọng là các bạn phải làm đúng và tận dụng hết được thời gian trong bài thi. Được chưa? Chứ đừng làm ẩu nhá. Rồi, bây giờ là đến phần tự luận. Đây, làm cho thầy câu đầu tiên. Em phần này có phải vẽ hình vào không? Có. Các bạn phải vẽ hình vào vở. Nhưng mà tạm thời này, tại vì đang học trên lớp nên là các bạn mà vẽ hình thì nó sẽ hơi mất thời gian. Các bạn tập trung. Các bạn tập trung và nhìn hình ở trong file học và nhìn hình trên bảng và làm ra kết quả cho thầy là được. Còn về nhà ta sẽ sau buổi học ta sẽ vẽ hình bổ sung sau. Được chưa? Tập trung làm ra kết quả đi. Câu A, câu B và câu C. Câu 1 ấy. Câu 1 phần tự luận. Tính ra cho thầy kết quả, các bạn phải nhớ được các cái công thức thì mới có thể sử dụng được ấy nhá. Nào, làm câu này cho thầy nào. Và tính ra kết quả cho thầy. Vẽ hình tí, vẽ sau cũng được. Tập trung tính ra kết quả trước. Đề đọc kỹ. Chứa được bao nhiêu mét khối nước thì nó liên quan đến thể tích đây. Đọc kỹ đây. Làm đi nào, làm ra và tính kết quả. Có câu A, câu B và câu C nhá. Thầy sẽ gọi lần lượt ba bạn đấy. Em rót được anh cũng được. Câu A ấy à? Làm lại nhá. Kim Ngân làm đúng câu A rồi, Kim Ngân làm sang câu B đi. Các bạn phải tính được diện tích, nhớ được diện tích mặt đáy hay là thể tích, công thức tính như thế nào, các bạn phải nhớ được công thức nhá. Chiều sâu là cái độ cao đấy. Đúng không? Chiều sâu tức là độ cao của mặt nước so với lại đáy. Đúng chưa? Ôi giời ơi. 39,5. Hỏi mãi chắc không đúng. Như này mà có 9 mình đúng đấy. Và này cũng rất nhân chiều cao. Nhân hạ. Cái gì đấy? Chịu rồi. Đây là công thức tính thể tích là gì này? Tùy vào hình, hình hộp chữ nhật hay là hình lập phương hay là hình gì. Học rồi sao không nhớ công thức, học rồi mà. Chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Một trăm sáu mươi lăm thì ạ. 165 mét khối. Dài. Cái gì sâu rồi. Sâu là cao là sâu đấy. À, 165 mét.
Câu B và câu C đang chờ các bạn làm câu B và câu C. 5 phút nữa thầy sẽ chữa bài. Câu B người ta yêu cầu tính cái gì đây? Người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men hình vuông để lát vào đáy và xung quanh thành bể đó, biết rằng mỗi viên gạch có độ dài là 5, độ dài cạnh là 50 cm, diện tích mạch vữa lát không đáng kể, được chưa? Tức là cái viên gạch này các bạn cứ tính là nó được đặt sát nhau. Thì bây giờ ấy, để biết được các bạn nó phải lát những cái mặt gì đây nhỉ? Người ta sẽ lát mặt đáy này và xung quanh, đúng không? Thế thì ở đây các bạn phải tính. Ở đây này, các bạn phải tính này, diện tích của các cái mặt bên, đúng không? Người ta khi mà người ta lát gạch bể bơi ấy, người ta sẽ lát các mặt bên và mặt đáy này, đúng không? Có ai lát cái mặt trên này không? Lát cái mặt trên này thì nó thành cái hòm à? Đúng không? Cái bể bơi các bạn hình dung không? Cái bể bơi thì các cái mặt này này, các cái mặt bên này này, nó là cái tường, đúng không? Tường gạch, đúng không? Còn mặt dưới nó cũng phải được lát gạch, đúng không? Là cái tường gạch, đúng không? Còn cái mặt trên cùng này, cái mặt đáy ở cái hình hộp chữ nhật trên cùng này, nó là để rỗng, để các bạn mới có thể nhảy xuống bơi được. Còn cái mặt này mà lát nữa thì nó thành cái hòm. Biết đâu là cái bể được chưa? Thì cái mặt trên cùng này các bạn sẽ không lát. Thế thì các bạn sẽ lát những cái mặt như sau: 1, 2, 3, 4 cái mặt bên và một cái mặt đáy cuối. Thế thì bây giờ các bạn phải tính được diện tích của 4 mặt bên và một mặt đáy, chứ không phải là diện tích của hình hộp chữ nhật đâu nhé. Được chưa? 4 mặt bên và một mặt đáy. Sau đấy chia cho diện tích của một viên gạch. Một viên gạch có độ dài là, có cạnh là 0,5, 50 cm thì là 0,5 m, thì nó có diện tích là 0,5 x 0,5 bằng 0,25 m². Ta lấy tổng cái diện tích cần lát chia cho diện tích của mỗi viên gạch thì ta sẽ ra được số viên gạch cần lát. Được chưa? Đấy là câu B. Còn câu C, gợi ý cho câu B nhé. Còn câu C này, gợi ý tiếp này. Mỗi một viên gạch có giá là 15.000 đồng. Hỏi để lát kín đáy, mặt đáy này này, và xung quanh thành bể nước đó thì cần bao nhiêu viên gạch? Thì câu B ta đã phải tính được là các bạn cần, câu B ta đã tính là có bao nhiêu viên gạch cần phải lát để lát hết cái bể này, đúng không? Lát sàn và lát xung quanh. Thì đến câu C ta sẽ lấy số viên gạch ta đã tìm được ở câu B, ta nhân với 15.000 đồng, ta sẽ ra được số tiền các bạn cần phải trả. Đúng rồi, chính xác. Nó liên quan đến bài cấp 1 nhưng mà các bạn có làm được đâu. Không. Tập trung làm câu B đi. Đấy, câu B thầy gợi ý đấy. Các bạn phải tính được tổng diện tích 4 mặt xung quanh và một mặt đáy. Cái đây dưới lấy tổng 5 mặt đấy chia cho diện tích của một viên gạch, tức là 0,25 m², thì sẽ ra số viên gạch cần lát. Ta lấy số viên gạch cần lát nhân với đơn giá là 15.000 đồng thì ta sẽ ra được số tiền cần phải trả. Được chưa? Làm đi, làm. Làm đi, tập trung làm mà nháp đi. Thầy thấy các bạn đang có nhiều cái đáp án khác nhau, đúng không? Chuẩn bị chữa nha. Ok, chữa bài nhá. Nào các bạn tập trung lên nào, nhìn thầy chữa bài nào.
Nhìn thấy giữa câu này nhá. Đầu tiên, ta có câu A. Bể nước chứa được bao nhiêu mét khối nước thì ta chỉ cần tính diện tích các mặt đáy hoặc là tính thể tích của cái bể đấy, đúng không? Lấy dài nhân rộng nhân với chiều cao, hoặc là lấy diện tích của mặt đáy nhân với độ sâu. Đúng chưa? Nó đều như thế, nó thay đổi với cách diễn đạt thôi. Ok. Thì câu này ở câu B ta đang cần, câu B thì ta cũng cần tính diện tích của mặt đáy đúng không? Thế thì ta sẽ tính riêng ra diện tích của mặt đáy. Không được. Diện tích mặt đáy này, S đáy. Ở đây nó có một mặt đáy thôi nhá. Ta lấy 12 nhân với 5, dài nhân rộng bằng 60 mét vuông. Được chưa? Bể nước đó chứa được bao nhiêu mét khối nước? Bể nước chứa được 60 mét khối nước là 's đáy nhân với độ sâu, ở đây là h bằng 60 nhân với 2,75 sẽ bằng 165 mét khối. Được chưa? Câu B. Người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men hình vuông để lát đáy? Thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi, thì bây giờ thực hiện luôn thôi. Bây giờ ta sẽ có 50cm này thì bằng 0,5m. Đơn vị cái này là đổi thôi nhá. Được chưa? Thì suy ra diện tích của mỗi viên gạch là 0,5 nhân 0,5 hình vuông mà, nó sẽ bằng 0,25 mét vuông. Được chưa? Bây giờ diện tích bốn mặt xung quanh là, diện tích bốn mặt xung quanh, hai mặt đối diện nhau thì nó bằng nhau đúng không? Thì ta sẽ lấy này 2,75 nhân 5 nhân 2 cộng 2,75 nhân 12 nhân 2, hoặc là sử dụng công thức tính diện tích bốn mặt xung quanh, đấy là chu vi của mặt đáy nhân với chiều cao. Được chưa? Các bạn sử dụng công thức nào cũng được, thầy sử dụng công thức tách cho các bạn dễ. Được chưa? 2,75 nhân với cái này, 2,75 nhân 2 là 5,25 nhân với lại 17 thì nó sẽ bằng 93,5 mét vuông. Các bạn có thể sử dụng cái công thức này nhé, đấy là 2,75 này nhân với này dài cộng rộng nhân 2, nó là như nhau thôi. Đấy là chiều cao nhân với lại chu vi mặt đáy. Đấy, các bạn đã tính được diện tích xung quanh rồi, tính được diện tích mặt đáy rồi, thì ta sẽ tính được diện tích
năm mặt bể bơi cần lát là, cần lát gạch là 93,5 cộng với 60 thì bằng 153,5 mét vuông. Bây giờ tính được diện tích 5 mặt cần lát rồi và tính được diện tích của mỗi viên gạch rồi thì ta sẽ tính được tổng số viên gạch cần lát là, ta lấy 153,5 ta chia cho 0,25 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 614 viên gạch. Được chưa? Sau khi tính được 614 viên gạch rồi tổng số tiền phải bỏ ra để lát kín đáy, ghi vào nhá, thầy đang ghi bài trình bày đầy đủ nên ghi vào nhá, và xung quanh bể nước là, hoặc là bể bơi là, ta lấy 614 viên gạch nhân với đơn giá là 15.000 đồng mỗi viên, nó sẽ bằng 9.210.000. Đơn vị là đồng. Được chưa? Đấy, được chưa? Bài đi thi của các bạn sau này sẽ xuất hiện đề như thế đấy. Nên là cố gắng những cái bài này nhá, là những cái bài các bạn phải viết rất nhiều chữ. Nên là cố gắng viết rõ ràng, rành mạch, đủ ý, viết theo ý của đề. Được chưa? Nhớ nhá, đọc kỹ đề và làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một bài tiếp theo. Các bạn làm cho thầy câu 5. À, câu 6. Các bạn làm cho thầy câu 6. Câu này, làm cho thầy câu này. Đây, cái bài vừa rồi trên lớp chỉ có 0,5 điểm thôi đấy. Cái bài vừa rồi đấy chỉ có 0,5 điểm thôi. Đi thi nó có thể nhiều hơn vì cái bài đấy có thể là bài cuối cùng ấy. Nay con có bài như này mà nó không 0,5 điểm. Nhưng mà một ý là mấy ý? Có bài câu cuối cùng à? Thì nó là câu cuối cùng, là câu 10 điểm đấy. Nó có khó đâu, câu này có khó đâu. Cái câu đấy có khó đâu. Bài hình, hình đấy là hình khác đúng không? Cái hình này là cái hình liên quan đến hình, hình thực tế, hình ở không gian, là các bạn phải tính liên quan đến thể tích. Cái câu đấy thì nó sẽ cho ít điểm hơn. Tuy nhiên tùy từng trường, ví dụ như câu vừa rồi đấy là câu 10 điểm của đề của bạn, của con đúng không? Còn cái câu hình kia là hình 3 điểm, là cái hình mà mấy tam giác bằng nhau hay là rồi song song, so le trong, đồng vị đúng không? Đấy. Câu là chia số tiền của thằng thứ 12 chia dần đi. Cái gì? Là chia ví dụ như kiểu 64 đến 12 chia 2 cấp 3 của chúng. Thầy chưa hiểu ý con đề là gì ấy. Là như kiểu có 3 có
quả à, đây là bài toán liên quan đến bài toán thực tế, bài toán có lời văn trong đại số, được chưa? Câu đấy nó cũng không khó, nhưng mà phải hiểu được đề và trình bày những cái câu đấy nó rất mất thời gian. Phải viết viết nhiều. Không, đấy là tùy từng bạn thôi, có bạn sẽ viết nhanh, có bạn thì viết chậm. À, có viết ngắn thì các bạn viết nhiều. Nào làm câu này đi, câu này thì đơn giản thôi, đều là những cái kiến thức các bạn đã học rồi thì các bạn đang ôn luyện lại thôi. Cho hình vẽ bên, biết MN bằng PQ này. MQ thì bằng NP, câu này thì đơn giản thôi. Ta sẽ nhìn rõ luôn được là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp nào. Các bạn phải ghi rõ là nó bằng nhau theo trường hợp nào nhé. Và chứng minh MN song song với PQ, để chứng minh song song thì ta phải suy ra được hai góc soi le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau, đúng chưa? Ok, Kim Ngân làm câu A đúng rồi, câu B nữa. Thu Giang câu A đúng rồi, câu B nữa. Nó đơn giản thôi đúng không? Học qua rồi thì bây giờ thấy nó đơn giản thôi. Mình làm kỹ nhé. Nào các bạn làm được câu B chưa? Băng Châu làm được câu B chưa? MN song song với PQ thì từ hai tam giác bằng nhau thì các bạn phải suy ra các cái đoạn bằng nhau thôi. Nhật Minh suy ra cả hình bình hành này. Nhật Minh đã học đến hình bình hành kia đấy, trên lớp học đến hình bình hành cho Nhật Minh. Dạ. Nhật Minh trên lớp học đến hình bình hành chưa? Dạ. Thế thì cô đoạn này ta sử dụng dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song thôi nhá, đừng có sử dụng đến hình bình hành nhá. Có thể công thức của con ghi vẫn đúng, nhưng các bạn chưa học tới đấy thì đi thi người ta sẽ không chấp nhận cái phần đấy, thì người ta sẽ trừ điểm của các bạn, được chưa? Nên là trên trường các bạn học đến đâu thì các bạn sử dụng đến đấy, và trên trung tâm các bạn học đến đâu các bạn sử dụng đến đấy nhá. Ừ, trên trường có thể tính là sai đấy, vì là chưa học tới là chưa được sử dụng. Thì ở đây ta sẽ sử dụng dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song nhá. Cụ thể ở đây là sử dụng soi le trong. Ok chưa? Chữa bài nhá. Ừ, đúng rồi. Rồi ok, ta sẽ chữa câu này như sau. Thầy sẽ nhờ một bạn nhé. Lê Vi nào, làm cho thầy câu A nào, Lê Vi. Ta sẽ có này, câu A ta có đầu tiên là phải ghi cái gì hả Lê Vi? Khi mà trình bày bài xét tam giác thì ta phải ghi cái gì đầu tiên? Khi mà ta đã đủ 3 yếu tố rồi đúng không? Thì ta phải ghi cái gì hả Lê Vi? Ừ. Nếu mà chưa đủ 3 yếu tố thì ta phải chứng minh xong thì ta mới bắt đầu ghi xét tam giác nhá. Xét tam giác MQP ghi theo người ta thôi. Và tam giác PNM có những cái gì nhỉ? MQ thì bằng NP giả thiết. Tiếp. PQ thì bằng cái gì? Viết theo tam giác này trước nhé. PQ thì sẽ bằng cũng là giả thiết. Và cuối cùng ta có cái gì nữa? MP là cạnh chung. Có đúng không? Có nhìn thấy MP là cạnh chung không? Ừ. Thì ở đây ta sẽ suy ra tam giác MQP bằng tam giác PNM theo trường hợp cạnh cạnh cạnh
xong xong qua được chưa? Rồi ok, câu B nào. Kim Ngân. Kim Ngân đọc có thầy câu B nào. Ta sẽ ghi là theo câu A đúng không? Ta có hai tam giác là tam giác MQP bằng tam giác PNM. Đúng chưa? Thì ta sẽ suy ra được là hai góc gì bằng nhau nhỉ? Ta đang yêu cầu xét MN song song với PQ đúng không? Thì ta phải tìm được hai góc soi lay trong tương ứng. Ở đây là góc MP và MPQ. Hai góc này có bằng nhau không? Ừ. MPQ và NMB. Ờ đúng rồi, Kim Ngân ghi đúng rồi đấy. Rồi ta sẽ suy ra được là góc MPQ bằng góc NMP. Đúng không? Hai góc tương ứng đúng không? Được chưa? Mà MPQ và NMP là hai góc soi lay trong, thì ta sẽ suy ra hai đường thẳng tương ứng song song với nhau, đấy là MN sẽ song song với lại PQ. Điều phải chứng minh đây chính là dấu hiệu nhận biết đấy. Được chưa? Ok, Kim Ngân làm câu B đúng nhá. Đấy. Thế thôi. Ghi bài vào nhá. Tiếp theo, các bạn sẽ đi tới một câu nữa. Vẫn còn nhá, bài các bạn vẫn còn đấy chứ chưa xong đâu nhá. Các bạn sẽ làm cho thầy câu 7. Câu này ngắn thôi và tương đối là đơn giản. Ok, cứ chép đi. Câu 7. Cho hình vẽ sau, giải thích tại sao AB lại song song với CD. Đơn giản rồi đúng không? Trên hình người ta đã cho rồi. Phải trình bày rõ ràng chứ không được ghi nhìn hình đã có, người ta cho một điểm đấy. Câu B này, tính góc ABF. ABF là góc này đấy. Gợi ý câu B là ta sử dụng ABFC tổng 4 góc trong một tứ giác bằng bao nhiêu độ? 360 độ. Tổng 4 góc trong một tứ giác là bằng 360 độ. Câu B các bạn, câu B Thu Giang làm được chưa? Con vẫn chưa làm ra được ạ. Tại sao các bạn làm được câu A mà lại không làm được câu B nhỉ? Câu B này, nhìn nhá, AB song song với CD, BF thì vuông góc với lại CD. Thế có phải là suy theo định lý thì ta sẽ suy ra được AB sẽ vuông góc với BF không? Đúng chưa? Thu Giang đây đúng không? Đấy, các bạn sử dụng mỗi một cái định lý là các bạn ra rồi là bằng chính xác. Được chưa? Xóa bảng câu này để chuẩn bị chữa câu này nhé. Cố gắng này, cố gắng khi học hình các bạn phải, điều đầu tiên nhá,
Đối với hình học mà lên các cái hình học không gian mà phải tính diện tích, thể tích đúng không? Điều đầu tiên quan trọng nhất đấy là thuộc công thức. Không thuộc công thức không làm được cái gì cả hết. Nhớ chưa? Không thuộc công thức thì gặp đề là ngồi im. Đúng không? Có hiểu đề nhưng mà không biết công thức nó tính như nào thì ngồi im chứ làm gì nữa. Đúng không? Nó có thể vào những câu dễ đấy nhá. Phần đấy vẫn có thể vào câu dễ. Tiếp này. Đối với phần hình học, hình học người ta gọi đây là hình học phẳng. Thì để chứng minh được những cái bài này thì các bạn phải thuộc cho thầy cái gì? Định lý. Người ta gọi chung đấy là cái định lý, được chưa? Học định lý rồi đúng không? Định lý là gì? Đấy là một câu hỏi về nhà mở lại vở và tự trả lời. Sau này trắc nghiệm người ta có thể hỏi cái câu đấy, nhớ chưa? Người ta có thể hỏi là định lý là gì, giả thiết là gì, kết luận là gì. Đâu là giả thiết, đâu là kết luận, đều là cái phần các bạn học đúng không? Thì các bạn phải nhớ bắt buộc đấy là những cái điều kiện cơ bản nhất để các bạn học phần hình. Các bạn phải thuộc được những cái đấy. Cái đấy chỉ cần thuộc. Nếu hiểu được thì càng tốt. Về cơ bản thì hiểu cái đấy thì tương đối là dễ thôi. Các bạn cứ học phải, nhưng mà phải học thuộc cho thầy nhé. Tiếp theo này, sau khi hiểu được các cái định lý rồi thì các bạn phải biết được cách trình bày cho một bài hình, cách chứng minh, cách giải thích cho một bài hình thì các bạn mới có thể đạt điểm tối đa được một bài hình được. Còn không ấy, bài hình ấy người ta cho kết quả này, cái câu này này, giải thích tại sao nó AB song song với CD. Đấy, người ta cho song song rồi. Yêu các bạn giải thích thôi. Đấy, nhìn hình ta có là về chỗ không điểm. Được chưa? Thì cố gắng là học hình các bạn phải biết cái nào là cái quan trọng, cái nào cần giải thích vào, cái nào có thể lược đi. Được chưa? Không phải lúc nào cũng biết tất cả vào. Và phải viết và trình bày làm sao cho nó khoa học. Các bạn hiểu được, người chấm cũng phải hiểu được. Được chưa? Đương nhiên là người chấm thì người ta sẽ hiểu ý được các bạn nhé. Nhưng mà người ta sẽ đặt vị trí là vị trí khách quan, vị trí khách quan. Nếu các bạn trình bày nó bị dối thì người ta trừ điểm các bạn. Chứ không phải là người ta học cao hơn nên là người ta hiểu được bài các bạn đâu. Được chưa? Người ta sẽ chấm theo form bài đấy, chứ không phải là chấm theo cảm tính đâu. Nên là cố gắng là làm sao cho nó đi theo cái cách dễ hiểu nhất, trình bày nó khoa học nhất. Hình nó rất nặng về cái phần trình bày. Rồi, câu A này. Giải thích tại sao tức là chứng minh đúng không? Chứng minh AB song song với CD. Một bạn chưa gọi đi. Hà Trang, thầy đã gọi Hà Trang chưa? Hà Trang, Phạm Trang ấy, gọi chưa? Trả lời cho thầy câu A nào. ACF hoặc là ECF đúng không? ECD luôn nhá. Kéo dài ra đến cái đoạn D nhá, tại vì mình đang cần CD với AB mà. Được chưa? Bằng bao nhiêu độ? 45 độ. Ừ. Mở ngoặc đây là giả thiết đúng không? Mà EAB và ACD là hai góc gì? Là hai góc đồng vị. Nên AB song song với CD. Song song với CD, ta mở ngoặc ở đây thêm một ý nữa này. Mở ngoặc đây là dấu hiệu nhận biết đúng không? Cái này có thể ghi ở không nhá. Ừ, được. Ghi thì càng đầy đủ. Rồi, xong câu A rồi đúng không? Câu B, đấy là chứng minh đấy. Giải thích đấy. Tính góc ABF, ok Hà Trang. Bảo Châu nào. À, Thảo Nguyên làm được câu này chưa Thảo Nguyên? Rồi đúng không? Thảo Nguyên nào. À, chưa làm được à? Thầy vừa giải thích khi nãy còn quên à? À, Như Quỳnh. Em vừa làm được câu A xong rồi. Bảo Châu làm được chưa? Có làm được.
Cả ba bạn chú ý nhé, khi nãy thầy vừa giải thích câu B rồi mà. Ta có cái gì nhỉ? Vì đây nhá, ghi này, theo câu A này, AB song song với CD mà BF cũng song song với CD, đúng không? Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì do đó này, ta sẽ có AB sẽ vuông góc với lại BF. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì nó sẽ vuông góc với nhau, định lý mà. Đúng chưa? Suy ra hai đường thẳng vuông góc với nhau thì suy ra góc ABF sẽ bằng bao nhiêu độ? Hà Bảo Châu. Ờ, 90 độ. Được chưa? Xong rồi đấy. Được chưa? Đơn giản thế thôi. Các bạn phải thuộc định lý, các bạn phải thành thạo định lý, biết nhìn hình, tưởng tượng hình thì sẽ làm được. Phần hình nó hơi nặng về phần tưởng tượng một tí, hình ngọc phẳng thì tưởng tượng nó hơi ít, tưởng tượng nó ít hơn so với hình ngọc không gian. Tuy nhiên so với đại số thì nó vẫn phải yêu cầu các bạn tưởng tượng và biết cách nhìn hình, vẽ hình. Được chưa? Nhớ nhá, đây này. Thế thôi. Hoặc là ngoài ra ta còn một cái gì nữa nhỉ? Ngoài cái cách chứng minh vuông góc này ra, các bạn nào còn nhìn ra được một cách nữa không? Đồ. Nhìn cái góc ABF và góc BFD là hai góc gì với nhau? ABF và góc BFD là góc kề. So lê trong. Đây này, ABF và BFD là hai góc so lê trong của AB và CD đúng không? Mà hai đường thẳng này song song nên là hai góc so le trong nó phải bằng nhau và bằng, đúng rồi, được chưa, hiểu chưa? Nó có rất nhiều cách để các bạn làm mà, các bạn phải biết, cố gắng là phải biết nhìn hình nhá, không phải lúc nào nó cũng kéo, không phải lúc nào nó cũng là đường thẳng kéo dài đâu, các bạn phải nhìn vào những cái quan trọng. Đo á, đo chả được cái điểm nào. Rồi, bài tập về nhà các bạn này. Bài tập về nhà các bạn là câu cuối cùng ấy. Câu 8 phần bài tập về nhà. Ờ, em cho hình vào cho các bạn đi nhé. Được chưa? Câu 8 phần bài tập về nhà thì trong bài tập về nhà sẽ có cả hình cho các bạn để các bạn làm. Tuy nhiên câu này thì bạn nào mà muốn tự vẽ hình thì cố gắng thử tự vẽ hình xem. Được chưa? Rồi, đấy, câu về nhà thì chỉ có 2 câu thôi, nó cũng không khó và cố gắng là làm thật chính xác nhá và trình bày thật tốt. Ok. Bây giờ thì các bạn có thể nghỉ được rồi. Chép bài ghi bài vào nhá. Sau đấy thì có thể nghỉ. Ừ. Nào, chúng ta sẽ nhìn lên hình nào. Ta sẽ thấy cái hình này, người ta sẽ cho các cái dữ liệu như sau. Trong đây có một cái góc nó bị thừa. XAM là bằng 70 độ. Góc này bằng 70 độ. BAC nó có phải là góc đối của góc XAM không? Cũng bằng 70 độ. ZBM nó là góc này. Nó là góc xoay lê trong của góc XAM đúng không? À, đồng vị với của XAM đúng không? Và xoay lê trong với góc BAC đúng không? Cùng bằng 70 độ. Đấy thì sẽ thấy được hai đường thẳng song song luôn này này. Góc ZBD bằng 70 độ. ZBD cái này thì thừa nhá. Cái này. Góc TDC. TDC bằng 67 độ. Được chưa? Bằng 67 độ. Ok. Rồi thì bây giờ ta sẽ làm lần lượt. Câu A. Ta có ZBD khoảng 140. Ừ, ZBD nó bị thừa đấy. Ta sẽ có này, chứng câu A là chứng tỏ rằng hay là chứng minh rằng
xy song song với lại zt. Để chứng minh hai đường thẳng song song với nhau thì các bạn phải cần có cái gì? Hoặc. Đúng rồi, chính xác. Đấy là hai dấu hiệu nhận biết của để chứng minh hai đường thẳng song song, đúng không? Các bạn sử dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh, đúng không? Phải nhớ nhá, phải ghim trong đầu cái đấy, nó rất là quan trọng cho cái phần sắp thi của các bạn đấy. Các bạn mới học một số các cái định lý, một số các cái kiến thức thôi, nên là cố gắng là nhớ được hết. Thi rồi à? Biết điểm chưa? Ta sẽ có này. Vì ở đây nhá, các bạn có thể sử dụng góc đồng vị cũng được, sử dụng góc soi le trong cũng được, nhưng mà phải sử dụng cho đúng cặp tên nhá. Sử dụng cặp nào thì phải ghi đúng tên cặp đấy. Vì này, góc x a m bằng góc z b m và bằng 70 độ, cùng bằng 70 độ theo giả thiết, đúng không? Đây là giả thiết. Và đây là hai góc, và này x a m mà đi, và góc z b m là hai góc đồng vị. Được chưa nhỉ? Nên xy sẽ song song với lại zt. Ở đây các bạn sử dụng định lý gì, tính chất gì? Đấy là dấu hiệu nhận biết. Có thể mở ngoặc cái này ra hoặc không. Đúng không? Cái câu XAM và ZBM là hai góc đồng vị ấy, các bạn ghi cũng được, không ghi cũng được. Tuy nhiên ghi thì nó sẽ đầy đủ hơn nhé. Cố gắng ghi nhé, để không bị trừ điểm. Được chưa? XY sẽ song song với ZT. Được chưa? Tiếp đến câu B. Tính số đo góc của DX, DCX và DCY. Hai góc DCX và DCY là hai góc gì của nhau? DCX và DCY là hai góc gì? DCX và DCY là hai góc kề bù. Hai góc này này. Được chưa? Thế thì bây giờ tìm được góc này, ta sẽ tìm được góc kia. Đúng chưa? Thế thì bây giờ DCX và TDC nó là hai góc soi le trong. Đúng không? Vì ta có này, theo câu A, XY song song với lại ZT. Suy ra hai góc soi le trong phải bằng nhau, đấy là DCX, góc DCX sẽ bằng góc TDC và bằng 67 độ. Được chưa? Đây đoạn này mở ngoặc ra. Hai góc so le trong. Cái này nhắc lại cho các bạn một lần nữa này. Tại sao ta luôn phải ghi là ta luôn phải sử dụng hai góc, hai cái đường thẳng song song với bằng nhau, à hai cái đường thẳng song song với nhau mới được suy ra hai góc so le trong bằng nhau. Giả sử thầy cho hai đường thẳng xy và zt, có một cái đường thẳng d bất kỳ cắt hai cái đường thẳng này, thì ta sẽ có các cái cặp soi le trong, cặp đồng vị hay là cặp trong cùng phía, đúng không? Đúng chưa? Nhưng các bạn có biết được là nó bằng nhau hay không? Có biết được là cặp soi le trong bằng nhau hay không? Hay là cặp đồng vị bằng nhau hay không? Ta chưa biết được. Vì ta chưa biết được là xy và zt có song song với nhau hay không. Thế thì để các cái cặp góc đặc biệt đấy, cụ thể là soi le trong bằng nhau, hai góc soi le trong bằng nhau và hai góc đồng vị bằng nhau, thì ta phải có hai đường thẳng song song với nhau tương ứng. Được chưa? Đây gọi là các cái góc đồng vị tương ứng được tạo bởi các cái đường thẳng này. Chứ còn đây này, hai góc này cũng là hai góc đồng vị với nhau này. Góc BAI với lại góc DCI đồng vị với nhau này, nhưng mà nó có bằng nhau đâu. Vì MN với lại là cái đường thẳng này này, còn đường thẳng D đi, nó có song song với nhau đâu. Đúng không?
vì nó song song nên là hai góc đồng vị với bằng nhau, và nên hai góc xoay đây trong với bằng nhau, được chưa? Nên là bắt buộc phải ghi cái cặp song song này vào. Còn các bạn không ghi, các bạn chắc chắn bị trừ điểm, hoặc là người ta có thể cho các bạn không có điểm với câu đấy luôn. Nhớ nhá. Còn cái phần giải thích xoay đây trong hay là giải thích đồng vị nó chỉ là phần phụ thôi. Rồi. Vì DCX cộng DCI bằng 180 độ, mở ngoặc này. Đây là mở ngoặc ra để giải thích nhá, hai góc kề bù. Đúng không? Hoặc là các bạn có thể ghi là vì hai góc này là hai góc kề bù nên tổng của nó bằng 180 độ. Ghi như thế nào cũng được. Nên góc DCI sẽ bằng 180 độ trừ đi góc DCX sẽ bằng 180 độ trừ đi 67 độ bằng 113 độ. Đấy. Thế thôi, nó chỉ ngắn gọn như thế thôi. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, cái quan trọng là ta phải giải thích vào nhé.